Nhà báo tự do, blogger Trương Duy Nhất sống tại Đà Nẵng cho rằng dự luật này của ngành công an là không thể thực hiện được. Tôi cũng không hiểu sao hết mà càng ngày là người ta càng nghĩ ra những ban hành ra những cái nghị định với những cái dự luật mà nó rất là buồn cười, nó vừa bịt miệng vẫn che mắt dân. Cứ cho là anh ban hành thì nó cũng không bao giờ có nó sẽ có hiệu quả cả, cũng không thể thực hiện được. Tôi nói bây giờ đâu chụp ảnh đâu phải cái máy ảnh, cái điện thoại của iPhone, bây giờ ai dùng iPhone, cái iPhone của tôi bây giờ làm sao tôi cầm tôi chụp làm sao mà giám sát là cái quyền tôi không chụp, tôi không ghi âm được. Ông Trương Duy Nhất cũng nhắc lại một dự luật tương tự từng được Bộ Công an đưa ra, nhưng bị chỉ trích và phải rút lại. Ông Phạm Chí Dũng, nhà báo tự do sống tại Sài Gòn, từng được đào tạo làm nhân viên của cơ quan an ninh, nói với chúng tôi rằng vào năm 2014, một dự luật với ý định tăng quyền lực cho cơ quan công an cấp xã cũng bị rút lại. Nhưng tại sao bây giờ Bộ Công an lại đưa ra một dự luật tương tự? Ông Phạm Chí Dũng cho rằng Bộ Công an là một cái bộ rất là chuyên chế và rất duy trì và đối phó và kể cả đối đầu với người dân nằm trong tư tưởng của Bộ Công an đã làm cho họ đưa ra những cái quy định mà chấp vá, dạng như là cấm người dân quay phim, chụp ảnh, nói chung là thế này. Họ sợ mạng xã hội, mà mạng xã hội bây giờ phát triển ghê gớm, tại vì chỉ cần quay phim, chụp ảnh chút xíu là có thể đưa lên mạng xã hội. Thế thì bây giờ những cái lực lượng mà sờ ra ngoài đường á, và những lực lượng công an mà có thể là làm ảnh hưởng nhiều nhất cái hình ảnh của Bộ Công an đó, là cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông, đặc biệt là cảnh sát giao thông đó, và cái tình trạng mà nhũng nhiễu rồi vòi vĩnh, ăn hối lộ, mãi lộ của cảnh sát giao thông đó, đã làm ô uế cả ngành công an. Có lẽ là chính cảnh sát giao thông đã đề nghị, cơ quan cảnh sát giao thông đã đề nghị Bộ Công an đưa ra một cái quy định là cấm người dân quay phim chụp hình. Một nhà báo tự do khác sống ở Bình Dương là ông Nguyễn Thiện Nhân cũng có ý kiến tương đồng với ông Phạm Chí Dũng. Ông Nhân là người hay chứng kiến các cuộc biểu tình của công nhân tại các khu công nghiệp phía Nam, hình ảnh xung đột giữa lực lượng công an và dân chúng. Công an thì họ muốn thuận lợi cho cái ngành của họ, cho cái công việc của họ, và họ không có muốn người dân quay được những cái cảnh mà lực lượng công an làm những cái điều xấu xa, thì họ không muốn đưa những cái hình ảnh đó lên công luận. Khi những cái việc mà xảy ra có liên quan đến uy tín của ngành công an hoặc là uy tín của chính quyền, thì công an bênh vực cho cái người trong ngành của họ và họ đưa thông tin một chiều để họ kết tội người dân. Và nếu như công dân được phép quay phim thì có thể bạch trần cái sự dối trá này, cho nên là họ muốn cấm cái điều đó. Đồng ý với ông Phạm Chí Dũng rằng mạng xã hội với những video, hình ảnh, âm thanh đã khiến cho chính quyền Việt Nam điều chỉnh những việc làm sai của mình. Nhưng ông Nguyễn Thiện Nhân nói thêm là những sai lầm đó không bao giờ được cơ quan nhà nước hay công an thừa nhận, mà chỉ nói với nhau trong những cuộc họp nội bộ mà thôi. Còn ông Phạm Chí Dũng thì cho rằng tính cách chuyên chế của ngành công an chưa bao giờ bị giảm sút. Theo tôi thì chưa có dấu hiệu gì về quyền lực chuyên chế của Bộ Công an bị hạn chế. Mà thậm chí càng ngày nó càng phát triển, càng bành trướng ra hơn nữa. Nếu có điều kiện phát triển là phát triển ngay. Ví dụ như hồi trước, ít có chuyện công an đánh đập người dân công nhiên ở ngoài đường. Nhưng còn về sau này thì cái hiện tượng đó xảy ra càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lộ liễu và càng ngày càng thách thức. Ông Phạm Chí Dũng dẫn chứng thêm những trường hợp người dân bị chết trong đồn công an hoặc những người hoạt động dân sự và dân quyền bị đàn áp. Bộ Công an hay các cơ quan tương tự trong các thể chế độc đảng do Đảng Cộng sản lãnh đạo là rất quan trọng. Cơ quan công an và an ninh đó không chỉ được xem là để đối phó với gián điệp nước ngoài, mà còn được dùng như một công cụ đàn áp để thực hiện những cuộc đấu tranh giai cấp theo lý thuyết Cộng sản. Trong một lần trao đổi với chúng tôi, nhà văn Thùy Linh hiện sống ở Hà Nội cũng từng được đào tạo làm nhân viên an ninh, nói về vai trò của ngành công an trong xã hội Việt Nam nói riêng và xã hội Cộng sản nói chung, rằng cơ quan công an rất có quyền lực và không bị phán xét. Theo một nghiên cứu về xã hội Đông Đức trước khi chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ ở Đông Âu, thì cứ 8 người dân có một người làm việc hoặc hợp tác với bộ máy công an của nước này. Tại Việt Nam, theo nghiên cứu mới đây của ông Carl Thayer,
một chuyên gia người Úc về Việt Nam, thì vào năm 2014, có thể có đến hơn 11% số người Việt trong độ tuổi lao động có làm việc hoặc hợp tác với ngành công an. Số người này bao gồm những người trong biên chế chính thức của ngành công an lẫn những lực lượng bán chuyên nghiệp ở cấp phường xã. Ông Phạm Chí Dũng tuy không đồng ý về con số mà ông Thayer đưa ra, nhưng ông chắc chắn một điều là kinh phí hoạt động cho ngành công an là rất lớn, đặc biệt có những khoản tiền không được công bố. Kinh phí cho hoạt động ngầm ở Việt Nam là rất lớn. Và thậm chí là có những cái khoản kinh phí là không được hạch toán, không được quyết toán, và nó nằm ở đâu đó, chẳng biết. Cho nên là cái tình trạng Việt Nam với Trung Quốc á, tôi nghĩ là tương đồng với nhau, tức là kinh phí ngầm là một cái khoản rất lớn. Nó có lớn hơn cái khoản chính thức hay không thì không biết, nhưng mà chỉ biết là chắc chắn là rất lớn. Với kinh phí lớn như vậy, nhưng theo ông Phạm Chí Dũng thì Bộ Công an là một cơ quan hoạt động không khoa học và chậm chạp. Khi có những bộ luật như luật biểu tình đã được cơ quan này nhận lãnh việc soạn thảo từ lâu nhưng chưa bao giờ xong. Ông Nguyễn Thiện Nhân, nhà báo tự do ở Bình Dương, nói suy nghĩ của mình nếu dự luật cấm quay phim chụp ảnh được thông qua. Nếu như cái luật đó được thông qua thì gia tăng thêm cái sự căng thẳng của người dân và cái ngành công an. Bởi vì bức xúc trong xã hội nó đang đến cái đỉnh điểm mà cái luật này được thông qua đó thì thêm giống như đổ dầu vô lửa để mà gia tăng cái sự mâu thuẫn giữa công an và người dân. Từ đó xảy ra những cái sự việc mà có thể nói là bạo động. Tuy nhiên có một chỉ dấu cho thấy đã có sự không đồng tình với những dự luật do ngành công an đưa ra ngay trong nội bộ đảng cầm quyền. Ngày 12 tháng 4, ông Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản có nói với báo chí rằng ông và cơ quan mà ông đang đứng đầu là Mặt trận Tổ quốc sẽ có kiến nghị với chính phủ về dự luật của Bộ Công an. Đồng thời, ông dẫn ra một ví dụ về sự lạm quyền vừa xảy ra ở Hoa Kỳ. Theo đó, những hình ảnh và âm thanh do người dân thực hiện đã có tác dụng lớn chống lại sự lạm quyền. Nếu tìm hiểu rõ quy định tại khoản 3, điều 4 của dự luật, nghị định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị do Bộ Công an soạn thảo và lấy ý kiến, có nhấn mạnh chỉ cơ quan chuyên trách được sử dụng những thiết bị, phần mềm có tính chất ngụy trang. Những cơ quan đó chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Về phương diện nghiệp vụ, chuyên môn, những thiết bị đó được hiểu như mắt kính, khuy áo, bút viết, v.v. được cài đặt tính năng quay phim, ghi âm hoặc chụp ảnh. Đương nhiên, tính năng đó hoàn toàn bí mật, không thể phát hiện được bằng mắt thường vì nó được che giấu trong một vật thể khác. Đưa ra lập luận trên cương vị một luật sư Trần Vũ Hải đặt sự việc vào tình huống nếu không có những chứng cứ quan trọng thì những vụ án tham nhũng được xử lý như thế nào? Giả sử bọn công an như thế thì họ gây tác động tai hại cho hoạt động của nhà báo, hoạt động của luật sư cũng như hoạt động của các công dân trong chống tham nhũng. Chúng ta đều biết rằng là tất cả những người dân đó mà muốn có bằng chứng để chống tham nhũng thì đương nhiên họ phải sử dụng những cái thiết bị đó. Thế thì nếu mà coi là nghe lén, nghi lén thì tức là không chấp nhận được những cái chứng cứ đó, dân lấy đâu ra bằng chứng để chống tham nhũng, chống tiêu cực? Thì mọi cái lời hô hào của nhà nước, tổng bí thư ông có nói rằng là phải toàn dân phải tham gia cái việc này. Thì là cấm người ta sử dụng các thiết bị đó thì người ta lấy đâu ra bằng chứng để làm đó? Đấy là những cái bằng chứng rất quan trọng. Cuối năm 2016, tại phiên họp thứ 11 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ngày 28 tháng 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo phải hành động quyết liệt hơn nữa. Ông Tổng Bí thư có nêu rõ trong phiên họp là phải căn cứ vào bản chất sự việc để kết luận. Nếu thế, khi chiếu theo định luật bản chất và hiện tượng của chủ nghĩa Mác Lênin, một tư duy mà ông Tổng Bí thư từng tuyên bố Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ quyết tâm theo đuổi, sẽ thấy bản chất của sự vật phải xuất phát từ những sự vật, hiện tượng hay quá trình thực tế. Và theo định nghĩa ở phạm trù pháp lý, thì bản chất sự việc chính là những bằng chứng pháp lý quan trọng mà luật sư Trần Vũ Hải đã đề cập. Một ví dụ cụ thể được luật sư Hải dẫn giải liên quan đến nghiệp vụ báo chí. Các nhà báo họ đi tác nghiệp, họ vào những cái khu vực rất là phức tạp, có buôn lậu, có trong an toàn thực phẩm v.v. Nếu mà họ bắt những camera ra thì chẳng là không ai
chấp nhận trừ ghi là do nó không có bằng chứng. Về phía cơ quan công quyền, luật sư Hải cho biết các luật sư có quyền thu thập chứng cứ. Đó là những sự vật, sự việc họ thu thập được từ thân chủ hoặc hướng dẫn cho người nhà của thân chủ thực hiện việc đó. Do đó, theo dự thảo luật mới, hoạt động nghề nghiệp của luật sư sẽ bị ảnh hưởng, cũng như quyền bảo vệ mình và bảo vệ sự thật, bảo vệ bằng chứng của người dân cũng bị tước đoạt. Hiện nay, qua mạng xã hội, tất cả những sự việc tiêu cực ngoài xã hội được truyền bá với tốc độ tính bằng giây. Cũng chính nhờ những phương tiện có tính năng quay hình, ghi âm, hàng loạt những câu chuyện cười ra nước mắt do người dân quay lại đã bộc trần được rất nhiều hiện trạng xã hội. Tiến sĩ kinh tế, nhà báo tự do Phạm Chí Dũng nhìn thấy ngay một lực lượng thể hiện rõ nhất hiện trạng tham nhũng đó. Thế thì bây giờ những cái lực lượng mà sờ ra ngoài đường, những lực lượng công an mà có thể là làm ảnh hưởng nhiều nhất cái hình ảnh của Bộ Công an là cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông, đặc biệt là cảnh sát giao thông. Đó, và cái tình trạng mà nhũng nhiễu rồi vòi vĩnh, ăn hối lộ, mãi lộ của cảnh sát giao thông đã làm ô uế cả ngành công an. Thì tôi nghĩ rằng có lẽ là chính cảnh sát giao thông đã đề nghị, cơ quan cảnh sát giao thông đã đề nghị Bộ Công an đưa ra một cái quy định là cấm người dân quay phim chụp hình. Vấn đề cũng được luật sư Trần Vũ Hải nhìn nhận với cùng quan điểm. Mà ở đây hiện nay những cái vụ mà thường xuyên nhất chúng ta đấy là người dân mà quay các cảnh sát giao thông là ăn hối lộ, hoặc là bây giờ người ta phải ghi âm những cái đoạn mà các ông quan chức đó, là gạ gẫm vấn đề tiền nong ấy, người ta không hoàn toàn phải ghi âm được. Một bài viết trên báo Lao động trong nước có đặt ra vấn đề: nếu doanh nghiệp gặp những cán bộ nhũng nhiễu, vòi vĩnh, đòi hối lộ, nếu không ghi lại chứng cứ thì đấu tranh với ai? Luật sư Trần Vũ Hải cho biết, ông có tham dự cuộc họp báo sáng thứ Năm 13 tháng 4, Bộ Công an có đề cập đến nhiều vụ án trong đó có sử dụng những thiết bị ấy. Điều đầu tiên được luật sư Trần Vũ Hải ghi nhận ở dự thảo này là quy định rõ những thiết bị nào. Trong cuộc họp báo, ngoài câu hỏi đề nghị những thiết bị đó phải được liệt kê ra một cách rõ ràng, vấn đề ông đặt ra là cũng cần phải rõ ràng về quyền của người mua và người bán, vì đây là nghị định về kinh doanh. Nếu cho rằng cái thiết bị đó là không được phép mua bán trên thị trường Việt Nam thì phải có một cái quy định của Quốc hội là đây thuộc loại hàng cấm. Còn nếu đây không được hàng cấm, tức là phải được kinh doanh mua bán. Thế thì khi mà đã kinh doanh mua bán thì có thể đánh coi trường hợp đặc biệt để đánh cấp các người khác. Thế nhưng mà người mua thì người mua là phải được cỡ công bằng, ai cũng có thể mua được. Thế thì hiện nay họ cho rằng là chỉ có những người trong các lực lượng của họ làm có quyền mua được, các công dân khác không có quyền được mua. Thì chúng tôi đặt vấn đề là căn cứ vào luật nào là cấm các công dân được mua những cái thiết bị hoặc trang bị đó. Nói một cách khác, luật sư Trần Vũ Hải cho rằng cần làm rõ hơn quyền mua bán và sử dụng của các cá nhân trong dự luật này. Nếu không như thế, khi dự luật này được thông qua, tất cả những bằng chứng mà luật sư có được từ phía người dân hay bất kỳ cá nhân nào không thuộc cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội sẽ bị xem là vô giá trị. Khi đó, theo luật sư Trần Vũ Hải, phía công tố và luật sư của đối phương sẽ dựa vào đó để bác bỏ chứng cứ hoặc yêu cầu chứng minh bằng chứng được thu thập một cách hợp pháp. Chưa biết được dự luật này có được thông qua hay không, nhưng có hai vấn đề được các nhà quan sát lưu tâm đến. Thứ nhất, đầu năm 2016, Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố xếp hạng mức độ tham nhũng năm 2015 ở 168 nước và vùng lãnh thổ. Trong đó, Việt Nam đứng thứ 112 trong danh sách này, tăng 7 bậc so với năm 2014. Và vấn đề thứ hai, nếu không cho báo chí, luật sư, người dân sử dụng các thiết bị ghi lại chứng cứ tham nhũng, hối lộ theo cách họ vừa có thể bảo vệ họ, vừa có được bằng chứng, thì làm sao họ có thể tham gia chống tham nhũng hối lộ kiên quyết như mong muốn của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?